những phần khám từng vùng. Trong phần khám từng vùng, tức là mình sẽ đi tìm triệu chứng cơ năng hay triệu chứng thực thể mọi người? Thực thể. Như vậy bắt đầu từ phần khám là mình sẽ tập trung vô đây. Vậy thì làm sao tôi biết được đó là triệu chứng thực thể? Chỉ có một cách duy nhất thôi, đó là học cái môn này. Đúng không ạ? Cái môn này là môn triệu chứng thì tôi phải học thì tôi biết cái nào thực thể, cái nào cơ năng chứ. Đúng không ạ? Nhưng mà thì cái phần là triệu chứng thực thể, các anh chị phát hiện tốt nhiều hay không thì cái môn này có tốt hay không? Thấy vai trò bà cô lên rồi đó, đúng không ạ? Rồi, như vậy thì mình sẽ cố gắng. Tức là khi tôi khám bằng cách là nhìn, sờ, gõ và nghe thì tôi sẽ phát hiện ra các triệu chứng bất thường. Và mình sẽ mô tả ở dưới dạng thuật ngữ chuyên ngành thì nó mới là triệu chứng thực thể. Được chưa ạ? Rồi. Như vậy, các phần mà cô trình bày trong phần cách làm bệnh án ở đây chỉ là cái phần tổng quát. Còn muốn khám như thế nào thì mình sẽ đi vào từng bài chi tiết ở những cái buổi sau, được không ạ? Rồi, như vậy thì giống như cô đã nói ngay từ đầu, nếu như mình đã chọn là vùng cơ thể thì mình sẽ chia vùng đầu, mặt, cổ, ngực, bụng, tay, chân. Còn đã chọn hệ là phải hệ từ đầu đến cuối, mình không xen kẽ, được chưa? Rồi, như vậy mình sẽ phân chia nè, ở vùng đầu, mặt, cổ, ngực, bụng và tứ chi, đó là mình sẽ chia theo vùng. Thì thật ra cô trước giờ khi cô khám cô vẫn chia theo vùng, cô vẫn chia theo vùng chứ cô ít khi nào cô chia theo hệ. Rồi, như vậy trong đầu, mặt, cổ thì làm ơn nhớ giùm cô là niêm mạc và kết mạc, được chưa? Vậy ai nói cho cô biết được kết mạc nằm ở đâu? Rồi cô sẽ vẽ cái con mắt ra nha. Thì trước khi vẽ sẽ khuyên cáo với các anh chị là cô vẽ không đẹp. Nhưng mà méo mó thì sẽ có không? Như là mình sạch đỡ đi. Tại vì sinh ra và lớn lên không phải là họa sĩ, cho nên là có nhiều mình sáng nhiều. À, sao mình thấy cameraman đã di chuyển qua đây? Được thì rõ hơn cô. Dạ. Rồi. Khả năng vẽ không đẹp nhưng mà mô phỏng chắc được chứ hả? Như vậy đây là cái con mắt của mình. Đây là gì mọi người? À, đồng ý và cảm ơn mọi người, xuất sắc quá. Rồi, như vậy ở đây mình sẽ có cái này. Dạ. Đây, đây, đây ạ, à. Bác dạ, trẻ tuổi nhất ạ. Bác sĩ Thoại. Nên mình sẽ tự tin hết, mình gọi bác sĩ hết. Còn đâu ai cấm không? Đâu có văn bằng gì đâu, sợ kiện đúng không? Đúng rồi, còn chẳng khám ai. Như vậy cái này là cái gì ạ? Màng trắng đấy ạ. Này là gì ạ? Màng trắng. Trong. Trong trắng. Rồi, như vậy sau đây sẽ là trong. Trong đen, cảm ơn mọi người. Như vậy đây mình có trong đen đúng không? Chồng đen còn gọi là gì? Không phải. Con ngươi là cái này. Nha, con ngươi là cái này. Hay còn gọi là đồng tử. Mọi người nhìn kỹ trong cái chồng đen của mình sẽ có cái lỗ. Đó chính là con ngươi. Được chưa? Vậy cái chồng đen gọi là? Không, bàn cứng là ở sọ não. Màng cứng, màng mềm, màng đuôi, màng dạ, màng phải. Chất phủ lên trên đó mới gọi là giác mạc, đây gọi là hốc mắt. Sao cảm giác giống như là cô khai sáng hay cái gì đó vậy? Như là mình sẽ gọi là móng mắt. Như vậy móng mắt ở người Việt Nam là màu? Màu đen, như người nước ngoài là? Xanh, vàng, nâu, đẹp không? Đẹp. Thật ra mình đeo len vô đó, đúng rồi. Và nếu như anh chị là đồng báo thì sẽ thấy là có một số chủng tộc là người ta sẽ hai cái màu bóng mắt khác nhau, một bên xanh lục bảo và một bên màu nâu, đẹp đúng không? Nhưng mà nhìn cô bị hú hồn á. Rồi đây là trong trắng đúng không ạ? Trong trắng gọi là gì mọi người? Không lẽ giờ cô bảo ai nói được cô trong 10 điểm 15 phút quá. Không phải màng cứng. Sơn Google. Sơn Google. Sơn Google thế nào cũng ra, không chơi. Củng mạc. Củng mạc. Củng mạc. Củng mạc. Củng mạc.
tại vì đất nhà cô giáo trên này ít á, thì cô bé giáo vẽ vừa với sức mình, còn nếu như mình có điều kiện cái vở mình to, vẽ càng to càng tốt. Đừng chụp hình, tại vì cái nào cũng phải là hình cuối cùng, đợi cái nào hình cuối cùng chụp luôn lần, chụp nhiều lần coi giống con tiêu hình mệt á. Ok chưa? Rồi bây giờ đến phần quan trọng. Đến phần quan trọng có nghĩa là đừng có biết nhìn không nha. Đến phần quan trọng đừng biết, nhìn thôi, tại nhìn mới hiểu, không nhìn bị đứt phim. Được chưa? Rồi. Mới đứt phim rồi. Ý đồ có nghĩa là phủ lên trên chồng đen có một lớp màn trong suốt, gọi là, chính xác, đó là giác mạc. Chỉ có giác mạc mới có cảm nhận được đau hay là không đau nha. Cho nên mình thấy là viêm giác mạc mình sẽ bị đau mắt rất nhiều, nhưng cho dù mình có viêm mà cái viêm hoài này nè, nó có dây thần kinh cảm giác mình không đau. Rồi tiếp theo nhìn nha. Thường cho người những bệnh lý về tim mạch thì nó sẽ nổi lên cao, gọi là tĩnh
tim mạch khi mà nằm đầu can và nó nổi mà nó càng cao á, so với cái lại cái bờ tuyến ức của mình á, thì nó là bất thường, được chưa? Rồi nhớ cái tư thế Fowler có nghĩa là tư thế nằm đầu cao 45 độ nha. Tư thế Fowler có nghĩa là nằm đầu cao 45 độ, được chưa? Rồi, trong phần đầu mặt cổ này các anh chị mô tả thêm thần kinh luôn, thì đến bài đại cương triệu, xin lỗi, đến bài triệu chứng học thần kinh, cô giáo sẽ dạy cho các anh chị những cái nội dung cần phải khai cho thần kinh học rồi, được chưa? Từ lời nói, cử chỉ, hành vi, hoạt động, khám sức cơ yếu liệt như thế nào cô giáo sẽ chỉ. Và cô giáo nói trước luôn, bài triệu chứng thần kinh rất khó, rất nhiều. À, dạ dạ dạ, cả cô này cả cô. Mọi người trong lớp mình có ai cô giáo nữa hả? Rồi, như vậy thì cô giáo sẽ hướng dẫn cho mọi người rất là nhiều thứ và bài đó rất khó. Rất nhiều nội dung. Thông thường khi mà cô giáo dạy á, tới cái bài này A mà nghỉ buổi đầu á, là những buổi sau học biết gì hết. Được ạ, như là nếu như mà cái tới buổi học cô giáo sẽ nói trước là tuần sau học bài thần kinh, thì mọi người cố gắng đi học đầy đủ, đừng về sớm, đừng vắng nha. Tại vì dễ bị không phải, tức là dễ bị không theo kịp đó nha. Cho nên mình nói trước để các anh chị sắp xếp ha. Nó tốt đi. Cảm ơn ạ. Ok. Rồi, còn dạ, được rồi. Như vậy còn những cái nội dung về ngực, bụng. Ngực thì sẽ nói trong phần là triệu chứng của hô hấp nè. Bụng thì trong phần khám bụng sẽ có luôn. Còn tứ chi sẽ là triệu chứng cơ xương khớp. Như vậy mình sẽ được nói qua từng bài riêng biệt, được chưa ạ? Rồi. Sau khi tôi đã khám xong rồi, dựa vào những cái triệu chứng bất thường trong bệnh sử này, trong phần khám này, tôi sẽ đi đến gọi là tóm tắt bệnh án. Nào, tóm tắt bệnh án. Như vậy trong phần tóm tắt bệnh án là tôi sẽ tóm tắt lại những triệu chứng dương tính và những triệu chứng âm tính có giá trị. Ha. Mọi người nghe lại ha. Tôi sẽ ghi lại những triệu chứng dương tính và những triệu chứng âm tính có giá trị. Khi mà nghe từ âm tính có giá trị, các anh chị hiểu như thế nào ạ? Tức là nó có mọi người. Có. Âm tính mà. Có dương tính. Âm tính là sinh lý bình thường ạ. À, âm tính là sinh lý bình thường. Rồi, còn có anh chị nào theo ý kiến không ạ? Rồi, cô sẽ cho ví dụ mọi người hình dung nha. Cha đừng phía dưới mình tập trung lên đây nha, tại cô dễ bị hóng lắm. Nên là cứ nói là cô sẽ hóng theo á. Rồi, như vậy cô sẽ cho một ví dụ để cho mình hình dung là như thế nào là âm tính có giá trị. Mọi người biết bệnh nhồi máu não không? Xuất huyết não có. Gọi chung là đột quỵ não đúng không? Nhưng mà hai bệnh cảnh này khác nhau. Một bệnh cảnh là mạch máu nó vỡ ra và cái máu nó chảy ra ngoài gọi là xuất huyết não. Một bệnh cảnh là máu nó tới không nổi và cái vùng đó bị thiếu máu luôn, gọi là nhồi máu não. Khác nhau hoàn toàn, được chưa? Nhưng nếu như nhồi máu não, bệnh nhân sẽ ít có đau đầu, ít có hoa mắt chóng mặt, nhưng trong bệnh xuất huyết não, bệnh nhân thường có đau đầu, thường có hoa mắt chóng mặt rất dữ dội và đau đầu đến mức nôn ói rất nhiều. Như vậy, nếu như tôi hỏi một bệnh nhân có liệt nửa người nhưng mà không có đau đầu, không có hoa mắt, không có chóng mặt, tôi nghĩ tới cái nhồi máu nhiều hơn, đúng không ạ? Nhưng mà có đầy đủ thì sẽ nghĩ tới xuất huyết não. Như vậy, giả sử như bệnh nhân của mình, tôi hỏi có liệt nửa người, không có đau đầu, không có hoa mắt, không có chóng mặt là triệu chứng âm tính, đúng chưa? Không có thì là âm tính, có mới gọi là dương tính, chứ không phải là cứ sinh lý là không phải. Không có, nhưng mà có ý nghĩa chẩn đoán không? Tại vì nhờ không có tôi mới nghĩ tới nhiều máu não, chứ có tôi nghĩ tới xuất huyết não rồi. Người ta gọi là âm tính có giá trị. Giá trị nghĩa là giá trị chẩn đoán. Có thì tôi nghĩ tới bệnh này, không có thì tôi nghĩ tới cái bệnh này. Và chính vì không có nên tôi càng tin rằng nó ở đây nhiều hơn. Hình dung được không ạ? Đó gọi là triệu chứng âm tính có giá trị. Quan trọng là mình biết cái thằng nào âm tính có giá trị, chứ không phải là mình phải đặt như thế nào, đúng không? Nếu như tôi không học bệnh nhồi máu não, nếu tôi không học xuất huyết não, chắc chắn tôi sẽ không biết hỏi như thế này. Giờ chỉ có cách là
mình sẽ học từ từ thôi. Như vậy đây là bài đại cương, cho nên là mình sẽ thấy là nó hơi khó hiểu, nhưng học càng nhiều bệnh, càng nhiều triệu chứng mình sẽ thấy nó rõ ràng hơn. Được chưa? Rồi. Vậy thôi á. Rồi, như vậy trong phần tóm tắt bệnh án mình sẽ ghi rõ luôn bệnh nhân nam hay là bệnh nhân nữ, bao nhiêu tuổi nhập viện vì lý do gì. Thì mình sẽ dựa vào lý do nhập viện mình sẽ ra được. Rồi. Bệnh giờ thứ mấy thì thông thường những cái bệnh mà cấp tính thì mình mới ghi giờ, còn nội khoa thì ít hơn. Được chưa? Rồi, sau đó mình sẽ đưa cái này đầu tiên đó là triệu chứng cơ năng, thì mình sẽ ghi ngắn gọn thôi. Ví dụ bệnh nhân có ho, mình ghi là ho đàm hay ho khan, ho liên tục hay không, được không ạ? Có khó thở mình ghi, chứ mình không ghi lại cái bệnh sử vô lại nha. Tức là bệnh nhân xuất hiện ho, ho từng cơn, ho ngày đầu, ngày thứ hai ho nhiều hơn, ngày thứ ba bệnh nhân xuất hiện khó thở, có đâu phải. Cái đó là bệnh sử. Còn đây là tôi đang tóm tắt thì mình liệt kê thôi. Triệu chứng gì có mình ghi ra. Sau triệu chứng cơ năng sẽ là triệu chứng thực thể, tức là tôi khám thấy cái gì tôi đưa vô. Tôi khám thấy những cái âm tính mà có giá trị tôi cũng đưa vào. Được chưa? Rồi, và cuối cùng là phải có tiềm năng. Gia đình như thế nào, hút thuốc lá, dị ứng như thế nào tôi đưa vào đây hết. Kịp không ạ? Dạ không kịp, cứ nói là cô nói lại phần này. Ok nha mọi người. Rồi. Rồi, sau khi đã tóm tắt xong, đến cái phần gọi là đặt vấn đề. Thông thường đặt vấn đề thì mình sẽ nhóm tất cả các triệu chứng thành hội chứng. Hội chứng viết tắt là chữ này. Còn đây là bệnh. Theo các anh chị, bệnh có phải bao gồm nhiều triệu chứng không? Có. Hội chứng cũng nhiều triệu chứng, nhưng hai thằng này khác nhau chỗ nào? Cái thì rõ ràng, cái thì chưa biết, đồng ý. Nhưng cụ thể có một cái điểm khác biệt rất lớn. Bệnh sẽ có nguyên nhân, hội chứng không có nguyên nhân. Rất khó để tìm được nguyên nhân, hay nói cách khác là nguyên nhân không rõ ràng. Tăng huyết áp là một hội chứng, không phải bệnh. Bất ngờ chưa? Tại vì tăng huyết áp có rất nhiều cái nguyên nhân có thể gây ra. Ví dụ bệnh lý về tim mạch, xơ vữa thành động mạch đều có thể gây ra tăng huyết áp. Ăn quá nhiều muối cũng gây tăng huyết áp, suy thận cũng gây tăng huyết áp. Cho nên nó không phải là một cái bệnh cụ thể do một nguyên nhân thực sự gây ra, nên nó sẽ xếp vào hội chứng. Như vậy cái điểm khác biệt lớn nhất của hội chứng là giữa hội chứng và bệnh là một bệnh có nguyên nhân rõ ràng. Sự bất thường về cấu trúc giải phẫu sinh lý bệnh là hoàn toàn có. Được chưa? Nhắc lại ha. Mỗi lần bà đứng yên vậy tức là bà đang hóng đâu đó. Cho nên là mình tập trung ở đây xíu. Như vậy bệnh có nghĩa là có nguyên nhân. Về sự thay đổi về giải phẫu sinh lý là có. Tức là khi tôi phân tích giải phẫu mô học rồi bệnh học đó là có những cái bất thường. Được chưa? Hội chứng thì bệnh nguyên nhân không rõ ràng. Và đôi khi những cái tổn thương về giải phẫu sinh lý đôi khi nó không có. Được chưa mọi người? Ha, rồi. Rồi câu hỏi hay quá, mình gọi nguyên phát, thứ phát là gì, nó tùy theo bệnh. Ví dụ, nếu như nguyên phát của tăng huyết áp, tăng huyết áp nguyên phát, tức là tôi không tìm được nguyên nhân cụ thể. Không có một bệnh nguyên nào gây ra nó luôn. Nhưng thứ phát có nghĩa là có một bệnh lý gây ra. Ví dụ như bệnh u tủy, ví dụ như bệnh về vỏ thượng thận nó gây ra, hoặc là bệnh lý về tuyến giáp nó gây ra thì gọi là thứ phát. Như vậy đối với bệnh tăng huyết áp có nguyên nhân thì gọi là thứ phát, không có nguyên nhân thì gọi là nguyên phát. Nhưng đối với bệnh đá dầm, bệnh đá dầm ở trẻ con á, tức là nếu như từ lúc xuất hiện cho đến hiện tại nó chưa có một lần nào nó ngưng đá dầm trong vòng 6 tháng thì gọi là nguyên phát. Nhưng nếu như đã có một đợt nó kiểm soát được rồi trong vòng 6 tháng và nó xuất hiện lại thì gọi là thứ phát. Như vậy mỗi một bệnh nó sẽ có một cái định nghĩa riêng. Điều gì ạ? Hoặc là đối với những bệnh phổi á, nếu như đã từng có tiền căn bệnh phổi và xuất hiện một cái bệnh phổi khác do cái bệnh đã có thì người ta gọi là thứ phát. Còn trên một cái bệnh phổi hoàn toàn khỏe mạnh thì gọi là nguyên phát. Vậy nó rất là đa dạng. Như vậy có nghĩa là cái hội chứng với cái bệnh á, dạ, từ ban đầu là giai đoạn như mình khám mình chưa rõ ràng giờ mình gọi là hội chứng. Dạ không, không phải. Có là mình không rõ ràng
như vậy mình sẽ có nè, hội chứng kết sinh giống như sáng mình học là nó phải bao gồm mặt tròn nè, tay chân teo nè, bụng bán nè, da cổ gáy phân bố bất thường nè, lông phân bố bất thường nè, đàn ông thì có vú nè, được chưa? Thì gọi chung đó là hội chứng kết sinh. Và cái hội chứng nó thông thường là không phải do một cái tổn thương thực thể tuyến yên. Còn nếu như tôi xác định được bệnh đó là do cái tuyến yên nó bị tổn thương thì lúc đó không gọi hội chứng nữa, gọi là bệnh kết sinh. Được chưa? Rồi, mình có hội chứng vàng da. Là nguyên phát và thất phát, đúng rồi, nó đó, nó đó. Rồi, mình quay lại hội chứng vàng da. Trong bệnh sơ gan mình có là vàng mắt, vàng da thì gọi là hội chứng vàng da. Rồi, mình có hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Tức là bệnh nhân có sơ, bệnh nhân có cổ trướng, bệnh nhân có tụ hoàn mạng hệ, bệnh nhân có trĩ, bệnh nhân có xuất huyết tiêu hóa do vỡ cái tĩnh mạch thực quản nó giãn ra, thì gọi là hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Như vậy nó có quy định như thế nào mới được xếp vào hội chứng thì mình phải học mới biết được cái đó, được chưa? Ok ha. Xuất sắc. Hội chứng ống cổ tay biểu hiện là tê, đúng chưa? Rồi ba ngón, tại vì đa phần là thần kinh giữa nó nằm đây nè, thì nó chèn ép vào thần kinh giữa thì gọi là hội chứng ống cổ tay, được chưa? Tại vì đôi khi người ta không tìm được nguyên nhân mà vô tình phát hiện ra nó bị chèn ép, như vậy bệnh nhân sẽ bị tê ba ngón này, vận động yếu ba ngón này, được chưa? Đó là hội chứng ống cổ tay. Được chưa? Rồi hội chứng thiếu máu, tức là da xanh, niêm nhợt, ngủ không ngon, ăn không ngon, tiêu hóa kém thì gọi là hội chứng thiếu máu. Ok chưa? Như vậy là mình phải học thì mình mới biết được cái đó, chứ không thể nào mà tôi tự động tôi gom, tôi phải biết thì tôi mới gom. Được chưa? Giống như trong cái hô hấp, mình có hội chứng ba nhiễm. Hội chứng ba nhiễm tức là gõ, đục, rì rào phế nang, giảm, rung thanh giảm. Mình nghe mình không hiểu gì hết, nhưng sau khi mình học mình sẽ hiểu vấn đề. Được chưa? Rồi, không nghe. Nếu như trong trường hợp tôi gom không thành được hội chứng, tôi để triệu chứng luôn nha. Giả sử như bệnh nhân đó có da xanh, niêm nhợt, đúng không ạ? Ăn không ngon, người dễ mệt mỏi, thì đó là hội chứng thiếu máu. Nhưng có một triệu chứng kèm theo là táo bón. Mình không giải thích được, mình để đi cái triệu chứng đó là táo bón. Được chưa? Gom được thì gom, không gom được thì để đi. Rồi. Và thật ra thông thường người ta khuyến cáo là để hội chứng để làm gì, chút xíu nữa mình tóm, mình chẩn đoán á, bệnh nào có hội chứng đó mình rất dễ lọc ra. Chứ mình để riêng riêng mình là đôi khi mình bị loạn, mình không biết là có rất là nhiều bệnh gây ra từng triệu chứng. Nhưng khi đã gom thành hội chứng rồi, tại vì muốn mà làm được bệnh án hoàn chỉnh là mình phải học hết môn nè, thì nó sẽ gom được. Thì mình sẽ tập dần chứ không thể nào buổi đầu mình gom được. Như vậy là khuyến cáo là phải gom. Ví dụ trong hội chứng vàng da nãy cô nói nè, trong hội chứng tĩnh mạch cửa nãy cô ví dụ, thì trong bệnh sơ gan có hai cái hội chứng đó. Như mình thấy hai hội chứng mình nghĩ tới bệnh gì đầu tiên? Bệnh sơ gan. Chứ mình để lẻ ra mình rất là khó nhớ, hình dung được không? Tức là mục đích của họ. Rồi, sau khi đặt vấn đề ra thì sẽ đến chẩn đoán. Như vậy chẩn đoán là gì? Tôi giải quyết hết tất cả các vấn đề mà tôi đặt ra, nghĩa là tôi đi tìm một cái chẩn đoán mà nó phải bao gồm giải quyết được hết cái này. Được chưa? Rồi, cô nói ví dụ nha. Bệnh nhân có đau thắt lưng, bệnh nhân có tê từ mông xuống đùi, vấn đề là tôi giải quyết được chưa? Cái chẩn đoán nó giải quyết được chưa?
nôn nó. Đâu có thể gom được vô cái chèn ép rễ được, cô để nôn nó. Đúng không ạ? Hai cái này. Nếu cô đưa ra chẩn đoán, nếu cô đưa ra chẩn đoán là đau dây thần kinh tọa do thoát vị để đệm chèn ép rễ L5 chẳng hạn thì mới giải quyết được vấn đề này không, đúng không? Còn nôn ói thì giải quyết được không? Không. Như vậy tôi có thể là theo dõi rối loạn tiêu hóa thì giải quyết được chưa? Rồi. Như vậy đặt vấn đề có bao nhiêu thứ, chẩn đoán phải giải quyết hết được tất cả các vấn đề đó thì là một cái chẩn đoán xuất sắc. Được chưa ạ? Như vậy cái phần đặt vấn đề quan trọng lắm. Được chưa? Nhưng muốn đặt vấn đề tốt thì tóm tắt bệnh án phải tốt. Như vậy nó liên đới với nhau. Sót triệu chứng nào, đặt vấn đề sót cái đó thì chẩn đoán sẽ bị bỏ sót và điều trị sẽ sót. Đúng không ạ? Như vậy đó là em mình thấy được cái tầm quan trọng của cái chuyện này, tóm tắt là vấn đề chẩn đoán. Ok chưa? Rồi. Hay chứ. Học là phải thích hay chứ. Rồi. Bây giờ chẩn đoán dựa vào đâu? Triệu chứng lâm sàng và bệnh sử. Thì đây gọi là chẩn đoán sơ bộ. Sơ bộ là chưa có kết quả xét nghiệm nha. Phân biệt cũng như vậy là chưa có kết quả xét nghiệm. Sơ bộ nghĩa là tôi tìm được cái chẩn đoán nó giải quyết được toàn bộ các vấn đề này. Còn phân biệt nghĩa là gì? Là có cái gì đó tôi lấn cấn, tôi không có chắc chắn là nó do cái đó không. Được chưa các bạn? Nè, rồi tôi cứ đi học đi rồi mình sẽ biết thêm. Còn ít nhất là tôi phải hiểu được cái khái niệm đã. Hiểu ha? Chẩn đoán sơ bộ là một chẩn đoán giải quyết được tất cả các vấn đề có khả năng xảy ra nhiều nhất. Được chưa? Có khả năng xảy ra nhiều nhất, cao nhất. Được chưa? Còn chẩn đoán phân biệt là có những điểm mình chưa hẳn đã loại trừ hoàn toàn. À, giống như hồi sáng cô nói có một bệnh nhân bị tràn dịch màng phổi thì một là lao, hai là ung thư vùng ngực. Như vậy tôi nghĩ bệnh nhân trẻ ít nghĩ tới ung thư nhưng tôi có chắc chắn tôi loại trừ được không? Không, như vậy tôi để vào phân biệt. Còn khả năng lao cao hơn bởi vì Việt Nam nằm trong vùng dịch tễ, đúng không ạ? Thì tôi nghĩ cái đó hàng đầu. Nhưng tôi không loại trừ thì tôi sẽ đưa cái thứ hai là chẩn đoán phân biệt. Khi đúng không ạ? Kịp ha? Ok, cho cô thở 30 giây cô sẽ nói lại. Rồi mọi người cứ ghi những cái gì mình hiểu trước rồi cô sẽ nói lại nha. Cái là sản xuất cao, cái sản xuất thấp. Sao có lại hai cái không được? Tất nhiên khi đã nói là nó combo, nói cái không được. Quên mất xong cái bắt đầu gào thét á, cái tối về thở quá trời. Ok, bây giờ mình sẽ nói lại cái chẩn đoán sơ bộ và chẩn đoán phân biệt ha. Như vậy nếu như tôi tìm được cái chẩn đoán nào mà có khả năng xảy ra nhiều nhất và nó phù hợp nhất, tôi sẽ đưa nó là chẩn đoán sơ bộ. Hay nói cách khác là khả năng mình đúng nó cao hơn. Nhưng nếu như tôi có một cái chẩn đoán khác nhưng mà mình thấy là nó ít khả năng xảy ra hơn nhưng mình không loại trừ được thì mình sẽ để ở chẩn đoán phân biệt, tức là có khả năng xảy ra không? Có, nhưng mà ít hơn so với thằng sơ bộ. Phương án gì đó không? Dạ đúng rồi, phương án gì. Như vậy một bệnh có thể có bao nhiêu chẩn đoán phân biệt? Nhiều. Chính xác, tức là tùy theo kiến thức của cái người đó và khả năng người ta có thể tìm được những nguyên nhân nào. Như vậy có rất nhiều chứ không phải là chỉ có hai hoặc là ba. Nhưng chẩn đoán sơ bộ thì chỉ có một. Đúng rồi. Ok chưa? Các anh chị mặc đồ công sở. Không thiệt, các anh chị bước vô cái, các chị bước vô cái cô cũng hết hồn. Cô tưởng là đi tư vấn ngân hàng hay gì. Chúng ta cắt. Cái đó là văn nói nha. Mà chừng bị nhiều sẹo. Rồi ok không ạ? Rồi hiểu. Được không bạn? Được không? Sáng bạn có đi học? Xin lỗi cô nhiều quá chứ không có gì đâu. Ok chưa? Còn ai không hiểu thì cứ mạnh dạn nói là cô nói lại chút xíu hay gì đó. Được khen. Rồi. Hình như. Rồi. Tới bây giờ mình sẽ biện luận chẩn đoán đó. Tức là giải thích lý do tại sao tôi đưa ra cái chẩn đoán đó. Tức là lại lý do tại sao tôi nghĩ chẩn đoán sơ bộ là A, tôi nghĩ chẩn đoán phân biệt là B. Tức là mình phải giải thích thì sẽ gọi là biện luận. Được chưa?
Rồi, sau khi biện luận xong, tôi giải thích xong, tôi sẽ đề nghị cận lâm sàng. Rồi, mình sẽ đề nghị cận lâm sàng. Rồi, như vậy, có những cận lâm sàng gọi là thường quy, nghĩa là? À, hầu như ai hô cũng sẽ làm, gọi là thường quy, được chưa? Thứ nhất, là? Cô đang hỏi mọi người, theo mọi người đấy nó là gì? Chính xác, công thức máu. Mình học sáng chưa? Hồng cầu, bạch cầu, đó. Đó là cái phần mà mình sẽ làm, được chưa? Cái thứ hai. Gì ạ? À, đường huyết lúc. Lúc đói. Và như thế nào là lúc đói? Lúc đói là lúc chưa ăn. Chưa ăn 1 tiếng, 2 tiếng, 2, 4 giờ. Mấy giờ? 8 tiếng là con số cuối cùng. Chính xác. Như vậy ít nhất là 8 tiếng. Được chưa? 24 giờ xỉu á. Được chưa? Nhưng nếu như giả sử như mà bệnh nhân đi khám bất kỳ lỡ ăn rồi, tôi lấy máu xét nghiệm được không? Vậy làm sao để mình chẩn đoán là có tiểu đường hay không? Tại vì có giá trị sau ăn, vẫn có cái chẩn đoán tiểu đường sau ăn. Thì thật ra một cái mẫu xét nghiệm đường mà trên 200 á là auto là tiểu đường. Tại vì rất ít ai mà bình thường mà sau ăn mà ăn vô nó trên 200. Nó cỡ 180 là nhiều. Được chưa? Rồi. Thứ hai, y ông đồ là xét nghiệm thường quy thứ ba. Y ông đồ bao gồm kali, natri, canxi, clo, trời lớp xuất sắc. Xuất sắc thiệt, cái này khen thiệt nha. Nhớ vậy là giỏi lắm rồi. Rồi, tiếp theo. Mày đánh giá gì ta? Ure. Đúng rồi, đánh giá chức năng thận creatinine nha mọi người. Con nhớ sáng không? Mình có hai cái đánh giá chức năng thận creatinine và đồ lọc cầu thận, nó nằm đây nè. Nghĩa chưa? Đó là GFA ha. Rồi. Như vậy creatinine càng cao chứng tỏ quả thận đó chính xác nó đang bị hư. Hư nên nó mới ứng thận. Để cái này càng nhiều trong cơ thể nó gây độc á. Bây giờ hư nó bị mới bị ứ lại, còn nếu tốt nó sẽ thải ra. Đây là ure huyết trong máu nha. Ure huyết trong máu người ta gọi là bun. Người ta gọi là bun tức là ure huyết trong máu. Thì thật ra một phần nó cũng phản ánh về cái khả năng lọc thôi. Được chưa? À, nên là một không có cái này người ta sẽ làm ure. Còn có ure không có ure người ta sẽ làm cái này. Được chưa? Ha. À. Thì trên lâm sàng mọi người sẽ thấy cái này ít lắm. Người ta thường tính ure không ạ? Được chưa? Người ta thường tính ure không? Như vậy, hai cái này chủ yếu là đánh giá về thận. Được chưa? Rồi, cái này đánh giá về chức năng gan. Đúng vậy, men gan càng cao thì gan càng bị tổn thương hoại tử. Đúng rồi. Cuối cùng. À không, chưa cuối cùng, gần cuối mà. Tổng phân tích nước tiểu, đúng rồi nha. Tổng phân tích nước tiểu. Tổng phân tích nước tiểu. Tiếp theo là X quang ngực. Ngày trước là những bệnh nhân lớn tuổi mới chụp thôi, nhưng bây giờ thì có thể chụp sớm nha. Rồi, X quang ngực, được chưa? X quang ngực thì thông thường sẽ là X quang ngực thẳng. Còn khi nào mình cần thiết mình chẩn đoán thêm thì sẽ là nghiêng ha. Rồi, siêu âm bụng tổng quát cũng là xét nghiệm thường quy. Cái cuối cùng trên 18 tuổi là làm được hết. Đố biết cái gì? Sao cười vậy nhỏ? Các bạn sao bạn cười vậy? Trên 18 tuổi bạn nghĩ sao cái gì? Phát triển về hệ thống sinh dục này. Không phải. Gì ạ? Sinh sản. Không phải luôn. Mỡ là cái gì? À, bilirubin á, cái bạn béo phì gì đâu mất tiêu rồi. Bilirubin. Tức là có cholesterol nè, triglycerides, LDL và HDL. Nghĩa chưa? Như vậy trong hai chỉ số LDL và HDL, cái nào tốt cho cơ thể? À, HDL. Như vậy HDL tức là nó vận chuyển cái mỡ đi ra ngoài để mình sử dụng á. Còn cái LDL là nó ứ lại. Thì như vậy càng ứ nhiều đi sơ vữa càng cao. Như vậy làm sao đó, làm giữ cái này cao thì tốt, cái này thấp thôi. Được chưa?
nó ngược lại, tức là nguy cơ bị sơ vữa cao lắm nha. Rồi, như vậy đây là cái cận lâm sàng thường quy, nghĩa là ai vô thì cũng sẽ làm như nhau, được chưa? Nghe có gì thắc mắc hôm nay không ạ? Ok, nói lại HDL với LDL. Ok, nói lại HDL với LDL. Như vậy cái này sẽ tốt cho cơ thể H, được chưa? Rồi, L là có hại cho cơ thể, được chưa? Rồi, như vậy để cho dễ nhớ, lùn thì không tốt đâu, vậy thôi. Được chưa? Yeah. Như vậy cái H á, tức là nó sẽ làm cho cái sự chuyển hóa lipid nó tốt hơn, tức là mình phải xài đi chứ đừng có ứng lại. Còn L là nó sẽ bị ứng lại thì nó tăng nguy cơ sơ vữa hơn, được chưa? Rồi, thật ra cái chữ H tức là cái tỷ trọng cao, L là tỷ trọng thấp, thì mình cần cái tỷ trọng cao, được chưa? Đây là cái công thức tính GFA, thật ra mọi người không cần quan tâm đâu, nên cô giới thiệu thôi nha. Cô giới thiệu thôi, tại vì muốn tính được cái này ít nhất mọi người phải có được cái chỉ số này đã, thì chỉ có làm xét nghiệm máu mới ra được cái chỉ số này, rồi mình mới tính ra trên cân nặng của mình thôi. Thì thông thường chị nhớ cái chỉ số này nè, cái độ lọc này nó muốn tốt là nó phải trên 90, dưới 90 là nó suy thận. Không phải, xin lỗi, dưới 90 là biểu hiện cái khả năng lọc của quả thận của mình nó bắt đầu nó kém đi nha. Như vậy tốt nhất hãy duy trì cái độ lọc của mình trên 90 là đẹp. Rồi, như vậy lỡ nó chỉ số bình thường của các kết quả xét nghiệm rồi, thì là anh Khoa có hỏi một câu là cô ơi, nếu như nhịp mạch mà 90-95 thì là bình thường hay không? Thì hồi nãy cô có quên về cái dấu hiệu sinh tồn á. Thì bây giờ mình quay lại chút xíu, ngay chỗ dấu hiệu sinh tồn mình có mạch, nhịp thở, nhịp tim, huyết áp, đúng không ạ? Thì bây giờ cho cô giáo hỏi thử, mạch bao nhiêu là bình thường? Bao nhiêu ạ? Mạch, nhịp mạch bao nhiêu ạ? 60-80. Rồi, một con số 60-100. Rồi, 80-100. 110-100. Mạch, mạch. Mạch từ 68-72. 68-72, một con số lẻ. Rồi, gì nữa? 60-100, con số cuối cùng chính xác. Nhưng mà nếu như bệnh nhân của mình là 95 với lại một người 68, theo mọi người ai tốt hơn? 68. Đúng rồi. Mặc dù nằm trong khoảng bình thường, nhưng nên nhớ đây là chỉ số bình thường cao. Chỉ số bình thường cao có nghĩa là bệnh nhân vẫn bình thường, không thay đổi ảnh hưởng gì, thể chất hoạt động hết ok, nhưng có khả năng tăng lên cao thì nó sẽ nguy hiểm, được chưa? Nên là bệnh nhân này nên đi khám định kỳ về tim mạch sẽ tốt hơn, tức là 6 tháng một lần sẽ tốt hơn, ok ha? Tức là nếu như bệnh nhân hỏi là bác sĩ ơi có bình thường không, trả lời bình thường, nhưng đó là giá trị bình thường cao thì cố gắng đi tầm soát, đừng để cho nó cao quá, tại vì nhịp tim càng cao á, trái tim nó đập càng nhiều nó bị mòn sớm, đúng không? Thì nó dễ bị suy, vậy thôi. Vậy nghe, đó. Nhịp thở 16-20. Chính xác, 16-20. Thì cô đang nói là bình thường của người lớn nha, trẻ con thì nó theo tuổi nha mọi người. Rồi, huyết áp 60-90. Chỉ số huyết áp tâm trương là 90-60. Tâm thu là số ở trên á, 120, 140, 139, 101, dưới 130. Bắt đầu có nhiều người cười rồi, tại vì nhiều con số. Thật ra thế này, mình phải chia theo cái độ tuổi, tại vì càng lớn tuổi á, cái thành mạch mình nó sẽ bị sơn cứng lại, nó không có được đàn hồi như người trẻ, cho nên cái số mà 140 đối với người 70 tuổi thì nó không ảnh hưởng gì hết, nhưng người trẻ thì được. Như vậy thì huyết áp đa phần người ta sẽ chia là trên 65 hay dưới 65, và con số đẹp nhất đó, tức là số ở trên đừng có quá cao 120 và số ở dưới đừng có cao trên 90, được chưa? Nhưng nhớ một điều, cao hay không cao còn phải tùy thuộc vào cái thể trạng của bệnh nhân.
nếu như 104 bệnh nhân bình thường, đúng không ạ, bệnh nhân cảm giác bình thường, hoạt động bình thường để nguyên vậy. Tại khi mình đưa xuống 120 bệnh nhân chóng mặt say sẩm, không có cải thiện chất lượng cuộc sống bệnh nhân, đừng làm cái đó, hiểu không ạ? Có thể có những bệnh nhân cái cơ địa đó đã phù hợp rồi và không có ảnh hưởng gì hết, mình chỉ khuyên bệnh nhân là đi tái khám định kỳ để tìm cái biến chứng chẳng hạn thôi, đúng không ạ? Chứ mình đừng sử dụng thuốc. Bệnh nhân đã quen với chuyện đó rồi, mình sử dụng thuốc rồi bệnh nhân tự thân mà thân không làm được việc gì hết thì ai mà tới đến với mình điều trị, đúng không? Giờ mình sẽ bình tĩnh là thứ nhất là theo độ tuổi bệnh nhân, cái chỉ số huyết áp nó có phù hợp hay không, và cái huyết áp đó đối với cái thể trạng đó có phù hợp hay không. Ha, được chưa ạ? Rồi. Nhiệt độ. Dạ. Bao nhiêu ạ? À, cố gắng mình sẽ duy trì 37 đúng không? 37 là tốt ha. Rồi, 37,5 trở lên là bắt đầu có biểu hiện của sốt, được chưa? Rồi, quay lại cái này về cận lâm sàng ha. Thì sau khi tôi đã làm cận lâm sàng thường quy rồi thì sẽ một bước nữa gọi là cận lâm sàng chẩn đoán. Nghĩa là gì ạ? Nghĩa là những cái xét nghiệm này giúp cho chẩn đoán hồi nãy mà tôi đưa ra cái chỗ sơ bộ với phân biệt đó nó rõ hơn. Một, nếu tôi nghĩ rằng chắc chắn sơ bộ của tôi đúng thì tôi làm thằng này ra âm tính là ủng hộ cho tôi. Là tôi không nghĩ tới nó mà nó ra âm tính thì càng sao ạ? Càng tốt, đúng không ạ? Nhưng giả sử như tôi nghĩ nó âm tính mà cuối cùng nó ra dương tính thì trong chẩn đoán phân biệt tôi có đề cập rồi, tôi vẫn xuất sắc. Và ít nhất là tôi có phương án lựa chọn, thế ha? Được chưa? Như vậy thì nói tóm lại, cận lâm sàng chẩn đoán là cận lâm sàng giúp cho làm rõ cái chẩn đoán của mình, hoặc là sơ bộ hoặc là phân biệt, được chưa ạ? Rồi. Vậy thì có khi nào cận lâm sàng thường quy là cận lâm sàng chẩn đoán không? Tức là những cái cận lâm sàng này đi. Có khi nào cái này được luôn là cận lâm sàng chẩn đoán không? Có chứ. Khi nào bệnh này? Ví dụ viêm gan lấy cái này chẩn đoán được không? Được. Bệnh nhân thiếu máu, nhìn vào công thức máu chứ gì nữa. Như vậy một cận lâm sàng có thể vừa là thường quy vừa là chẩn đoán. Dạ, rồi. Như vậy sau khi tôi có chỉ lâm sàng rồi, tôi có kết quả cận lâm sàng rồi thì đó gọi là chẩn đoán xác định. Ok chưa? Như vậy chẩn đoán xác định này có thể là sơ bộ, cũng có thể là phân biệt, miễn là cái kết quả cận lâm sàng nó ủng hộ cho mình thôi, được chưa? Chứ không phải nhất nhất sơ bộ phải là xác định. Cô nói rồi mà, khả năng đôi khi mình cũng không ngờ nó lại đi theo cái hướng mình không mong muốn. Ví dụ cái bệnh nhân sinh thiết ra mà nó ung thư thì cũng phải chấp nhận, cho dù mình không nghĩ là người trẻ nhưng mà bị ung thư sớm, nhưng kết quả nó là như vậy thì mình phải chấp nhận, được chưa? Rồi, mình đi xong cái phần này luôn nha mọi người. Sao vậy? Mệt rồi hả? Chính xác, đã gọi là xác định là chẩn đoán cuối cùng. Rồi, sau khi có chẩn đoán rồi mình sẽ đưa ra điều trị. Như vậy điều trị là theo chẩn đoán xác định chứ không phải điều trị theo ý mình. Tức là không, mặc dù kết quả vậy mà tôi nghĩ nó vẫn theo cái sơ bộ tôi nghĩ thì tôi điều trị sơ bộ, không phải. Tôi đã đưa ra chẩn đoán xác định thì điều trị theo chẩn đoán xác định, được chưa? Và ghi cụ thể y lệnh ha. Cuối cùng, tiên lượng. Như vậy cái chuyện tiên lượng bệnh như thế nào nó tùy thuộc rất nhiều vào khả năng. Được chưa? Mình dự đoán cái bệnh nó sẽ diễn tiến như thế nào, có thể hồi phục tốt không hay nặng hơn, hoặc đôi khi mình nghĩ nó tốt nhưng mà đùng đùng ngày hôm sau tự nhiên nó diễn biến xấu đi. Như vậy thông thường người ta sẽ chọn cái cách gọi là tiên lượng tốt nè, trung bình, xấu hoặc là dè dặt. Nghe từ dè dặt là không vui rồi. Có nghĩa là sao ạ? Rất xấu. Được chưa? Rồi, và thậm chí luôn tử vong. Được chưa? Như vậy muốn tiên lượng cái này mình phải dựa vào triệu chứng bệnh nhân hiện có, những bệnh lý bệnh nhân hiện có. Thì mình thấy là ví dụ như corona vừa rồi, bệnh nhân nào càng trẻ, ít có bệnh nền, tiên lượng nó tốt, điều trị rất mau. Nhưng bệnh nhân mà 65 tuổi có bệnh thở van tim, nhiều món cơ tim, dễ tử vong vô cùng. Được chưa? Nghe. Rồi, và có một cái trên lâm sàng mọi người sẽ gặp rất là nhiều, rất là tùy diễn tiến, là cái mình chọn gần nhất. Bởi vì mình không đoán trước được nó như thế nào. Được chưa? Ha. Rồi.
Vậy thì nguyên cái phần này mình đã học xong về cách trình bày tâm về phần là bệnh án, thì tất nhiên đây là cái bài đầu tiên mình đã gọi là đại cương, thì mình sẽ thấy cái chỗ này nó khó quá, cái chỗ kia nó chưa rõ, thì mình học dần dần tự động mình sẽ có nhiều cái thành nhiều cái kiến thức hơn, mình sẽ thấy nó dễ chịu hơn. Rồi vậy mình có muốn hỏi gì nữa không ạ? Chọn xuất sắc, khi nào gọi là hội chẩn? Khi nào mọi người? Ai cho ý kiến khi nào mình hội chẩn? Hội chẩn nghĩa là có hội đồng, nhưng mà ý của bạn nè, à là anh này hỏi là khi nào tôi phải mời hội chẩn? Chứ còn hội chẩn là phải hội đồng đúng không? Có những cái vấn đề nó rất là lớn, chưa rõ ràng. Có nhiều vấn đề lớn, có nhiều cái khác nhau. À, có nhiều cái chẩn đoán xác định đúng không? Hay nói cách khác như vậy nè, tức là trên bệnh nhân đó có những cái chuyên khoa mình không chuyên, mình không có khả năng quyết định được nó là như thế nào, thì mình cần phải mời nhiều ông chuyên gia ngồi lại với nhau. Ví dụ nếu như tôi mổ bệnh nhân này thì bệnh nhân thận của ông á, cái thận của bệnh nhân của tôi có tốt không? Tôi không có chuyên về thận, tôi chuyên về ngoại khoa không mà, tôi mổ thần kinh không mà. Thì mời ông thận qua đây ngồi. Ông đang có phân tích là với cái chức năng thận này nó không chịu nổi cái thuốc mê đó đâu, không chịu nổi cái thuốc truyền đó đâu, đừng xài cái phương pháp này, chọn cách khác đi, thì đó gọi là một chẩn. Thì đôi khi mình không quyết định được. Và giống như bà anh Khoa, anh Dũng nói là có rất nhiều được chờ, hoặc thậm chí bệnh nhân đó tôi không biết bị cái gì. Bệnh nhân đó, ví dụ anh cô giáo gặp một ca bị yếu dần dần, thì xét nghiệm tủy ra có biểu hiện ung thư tủy nè, vừa có sáng ở trong, tức là con sáng chó nó đẻ trứng ở trong đó, bệnh nhân vừa có biểu hiện của bệnh thận, bệnh tiêu hóa nữa, quá nhiều bệnh nên tôi không biết nó là gì, thì phải hội chẩn rất nhiều lần. Bệnh nhân được không ạ? Thì giống như cái ca mà song sinh Trúc Nhi Diệu Nhi á, thì rất nhiều bác sĩ ngồi lại với nhau là tính toán sao tóc làm sao, các hệ tô quan nó bị ảnh hưởng như thế nào, thì đó gọi là hội chẩn. Bởi vì một ca nó khá là phức tạp, có nhiều vấn đề phát sinh và một mình sẽ không can nổi, tại vì không phải ai cũng chuyên được nhiều pha. Và đối với y sĩ của mình thì sao, mình có cần hội chẩn không? Mình trả lời không đúng không? Nhưng tại vì như vậy mình có thế lực mạnh của mình. Ví dụ bệnh nhân đó cần phải giảm đau để sanh đẻ, giảm đau, nhưng bệnh nhân bị giữ thuốc tê giờ sao? Đau quá chị đẻ không nổi, bệnh nhân ngất luôn cũng có. Nhưng mà trong châm cứu của mình có là châm tê giảm đau, bệnh nhân không bị giữ mấy đó. Vậy thay vì dòng thuốc tê đúng không, tôi mời châm cứu qua thì bệnh nhân này châm đường ống được chấm. Hai chồng của mình ở đó nó chẳng qua mình chưa nhìn thấy thôi. Rồi ví dụ bệnh nhân của mình bị tiểu bí tiểu sau sanh á, tức là do quá trình sanh mình sẽ đặt ống thông tiểu, cây giờ rút ra không đi tiểu được nữa, tại vì quen với cái đó rồi. Mà giờ bệnh nhân không chịu phẫu thuật, không chịu khám lên, bây giờ tôi có cắt châm cứu, vừa châm vừa cứu và bác xa dưỡng sinh, chịu không? Chịu. Rồi mời mình qua mình hội chẩn. Có không? Có chứ, đúng không? Tức là vai trò của mình có, thì đôi khi mình chưa có nằm ở trong cái tình trạng hội chẩn, mình không hình dung được, nên mình đã vai trò của bác sĩ học chuyên ngành đó. Hoặc là mổ nhiên cũng vậy, nó chịu chích chịu đau không nổi, nhưng mình dây ấn những cái huyệt đó nó ok. Hoặc là suyễn chẳng hạn, phun thuốc rồi uống thuốc nó ghét lắm, uống vô nó phùng ra, uống vô nó phùng ra, nhưng mình có những cái biểu hiện suyễn mình dây mà nó tìm để tay tay nữa đâu biết gì đâu, đúng mà khi mà nó giảm hết cơn thì ok, mình sẽ hướng dẫn nhá. Cái đó gọi là hội chẩn mình chưa, cái vai trò của mình nặng đó được chưa? Rồi về được chưa? Đây đây đây, anh hỏi đi dưới. Dạ anh hỏi vậy. Cô chẳng hạn như các cái bệnh về cúm á, cái các bệnh gì cũng chưa ghi sốt xuất huyết chẳng hạn, trong trận đó ta có thể ghi là theo dõi bệnh đó. Rồi ai trả lời được câu này, theo dõi được không mọi người? Thật ra đó là chẩn đoán sơ bộ của mình đó, mình không chắc nhưng mình theo dõi. Cái vấn đề đặt ra là làm cái gì để đừng theo dõi nữa, chứ không lẽ giờ bệnh nhân tôi nhập viện cả tháng rồi vẫn theo dõi không được. Mà mình sẽ làm xét nghiệm nè, đúng không ạ? Mình chụp phim, mình lấy máu xét nghiệm để mình đưa ra chẩn đoán xác định, đừng theo dõi ngoài. Anh
Không phải. À, cái chỗ mà chẩn đoán sơ bộ á là đã theo dõi đó. Nha, ngay cái chữ theo dõi chẩn đoán gì là nằm ngay chỗ sơ bộ. Tại vì lúc đó tôi chưa có kết quả cận lâm sàng. Nhưng khi có kết quả cận lâm sàng rồi mà còn theo dõi là sai. Đúng chưa ạ? Nha. Rồi, ok không ạ? À, như vậy trong buổi sau mình sẽ học bài đau đầu. Cô nói trước học xong sẽ đau đầu thiệt. Cho nên mình chuẩn bị tinh thần chút xíu, được không ạ? Rồi, cảm ơn mọi người. Dạ. Nhưng mai về sớm. Không, mai về, về. Vừa về thôi, đúng rồi thôi. Không tại cô mua trễ nữa. Không tại cô mua trễ nữa. Cảm ơn mọi người. Vừa đúng giờ cô ạ.